Nối tiếp series tóm tắt của chuyển sinh thành Slam, trong video trước đó, chúng ta đã thấy được cơn cuồng nộ của Rimuru như thế nào khi biết được người bạn của mình đã bị hãm hại chính là bạo phong long Veldora. Rimuru đã lên cơn phẫn nộ và chính thức ra mặt khai chiến với đế quốc, và nhờ có sự giúp sức của Raphael mà Rimuru có thể cầm chân được trước nhiệt long Velgreen để có thể nghĩ ra cách giải thoát cho Veldora. Và cuối cùng, Rimuru đã tìm ra cách để giải thoát cho người bạn của mình. Cuộc chiến của Thánh Ma Hỗn Thế Ma Vương và bạo phong long Veldora bắt đầu. Ngay sau khi biết được cách để giúp cho Veldora, Rimuru phải lấy lại bình tĩnh và phải kiềm chế lại cơn tức giận của bản thân mình. Những cảm xúc tức giận đó, Rimuru sẽ để dành để sau khi giải cứu Veldora, sau đó sẽ giải quyết hết với tên hoàng đế Rura. Rimuru đã giao mọi thứ cho Raphael tính toán, và phần còn lại của Rimuru chính là đánh bại bản thể của Veldora đang bị mất khống chế, rồi thu hồi hạch tâm của Veldora và tái thiết lại hành lang linh hồn của cậu ta. Rimuru chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân mình sẽ phải đánh hết sức với Veldora, nhưng hiện tại Rimuru bắt buộc phải làm mọi thứ để chiến thắng. Veldora có kỹ năng tối thượng chính là vua điều tra Faust, một kỹ năng rất là khó chịu, và cậu ta còn có lượng ma lực lớn hơn Rimuru rất là nhiều. Nhưng nếu so với lúc hành lang linh hồn của Veldora còn nguyên vẹn thì nó kinh khủng hơn rất là nhiều. Rimuru đã tính sẽ sử dụng Beelzebub để hấp thụ cơn bão của Veldora và sau đó hấp thụ và phân tích chúng, nhưng nó rất là nguy hiểm. Nếu thất bại thì đây chắc chắn chính là một đòn chí mạng lên Rimuru. Rimuru cũng phải làm điều thôi. Những kỹ năng khác của Veldora tấn công Rimuru thì cậu sẽ nhờ Raphael phân tích và tránh né hết. Quả thực rất là khó khăn khi phải đối đầu với một con trần dragon như thế này. Và trong cuộc chiến lần này, Rimuru vừa phải bảo toàn được cho bản thân mình, vừa phải tấn công để làm sao không tấn công vào hạch tâm của Veldora. Nếu vô tình phá hủy hạch tâm thì coi như hết đường cứu chữa cho Veldora. Rimuru bắt đầu tấn công. Rimuru kích hoạt kỹ năng tối thượng vua phẩm ăn Beelzebub và nuốt chửng toàn bộ cơ thể của Veldora. Veldora cũng đã bắt đầu phản kháng và công kích bên trong cơ thể của Rimuru. Veldora đã tấn công sau khi Beelzebub đang được kích hoạt, làm cho Rimuru cảm giác đau đớn. Đây là lần đầu tiên khi Rimuru đến với thế giới này mà bản thân mình cảm thấy đau đớn, một cơn đau vừa đau cả da thịt lẫn nội tâm. Không được, mình phải chiến thắng. Chừng này đau đớn có là gì? Mình sẽ giải thoát được cho Veldora. Cơ thể của Veldora sẽ bị Beelzebub hấp thụ và sẽ tiến hành quá trình phân tích và tách hạch tâm của Veldora ra ngoài, và sau đó lời nguyền ma lực của cậu ấy sẽ được phân tích và hóa giải. Raphael, có vấn đề gì không? Báo cáo, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nghe được câu nói của Raphael đã làm cho Rimuru cảm thấy an tâm, bắt đầu tiến hành qua quá trình ăn mòn. Rimuru bắt đầu chuyển hết mọi thứ mình hấp thụ thành ma lực. Trong lúc đó, một phần cơ thể của Rimuru đã bị tàn phá. Quá trình này xảy ra và tạo thành vòng lặp sẽ không kịp mất. Nhưng Rimuru tin tưởng mọi thứ và giao cho Raphael. Chú ý, báo cáo kết quả phân tích song song. Phân tích hoàn thành. Phân tích vụ nổ bão tố từ kỹ năng hoàn thành. Mô phỏng kỹ năng thành công, có thể sử dụng. Phân tích khối năng lượng của bạo phong long hoàn thành. Có thể tái cấu trúc thành phần cơ thể tương tự với bạo phong long. Triển khai tái cấu trúc. Yes hoặc no. Ngay lúc này, sau khi nghe Raphael báo cáo, Rimuru đã phát hiện ra một điều bất thường. Rimuru không thể sử dụng hoặc mô phỏng kỹ năng tối thượng của Velgreen là đương nhiên, nhưng Rimuru lại có thể sử dụng được vụ nổ bão tố của Veldora. Nhưng mà cái điều bất thường ở đây chính là cái dòng cuối mà Raphael nói ra. Có thể tái cấu trúc cơ thể lại thành giống với bạo phong long hả? Nếu vậy là Rimuru có thể biến cơ thể của mình giống các chân long ư? Giải đáp, suy luận chính xác. Rimuru suy nghĩ trong hoảng hốt. Có thật không Raphael? Tôi có thể biến cơ thể mình có cấu trúc là một chân long thật sao? Rimuru suy nghĩ trong sự vui vẻ và bất ngờ. Raphael đáp. Câu hỏi, ngài có muốn tái cấu trúc cơ thể thành một chân long không? Yes hoặc no? Rimuru yes. Quá trình chuyển hóa tái cấu trúc của Rimuru bắt đầu. Cơn đau đã biến mất trong nháy mắt. Nhờ cơ thể mới này mà giờ đây Rimuru có thể chống lại ăn mòn từ bạo phong long. Và giờ đây Rimuru chỉ có việc chuyển tất cả thành ma lực. Ma lực của Rimuru bắt đầu phục hồi và sau đó tăng lên đến đáng kể. Rimuru đã làm thật nhanh chóng quá trình ăn mòn, nếu không thì không thể cứu được Veldora. Rimuru suy nghĩ, nếu đây mà là Veldora thật thì Rimuru chưa chắc có thể đánh lại được, nhưng đây chỉ là bản thể bị điều khiển của cậu ta thôi. Nào, dứt điểm thôi, cái bản thể giả mạo kia, ta sẽ không tha thứ cho người dám mạo phạm bản thân của ta. Nuốt hết đi, Beelzebub. Rimuru đã bắt đầu bước vào quá trình tiến hóa thành chân long. Cơ thể cũ của Rimuru không thể chịu được lượng ma lực của nó, nên nó đã biến thành một vụ nổ ánh sáng lan tỏa ra khắp mọi nơi. Một ánh sáng chói lòa, bóng dáng của bạo phong long đã bị hấp thụ hoàn toàn. Cá thể Slim đã tiến hóa và được tái sinh thành một chân long. Ngay tại thời điểm này, con chân long thứ 5 của thế giới đã được khai sinh. Một con chân long bọng nhớt Slam Rimuru đang được bao trùm trong luồng hào quang thần thánh. Trên tay cầm một thanh kiếm với một bộ đồ màu đen huyền diệu. Xuất hiện một bộ phận trên cơ thể đã được chuyển thành bộ giáp. Một nụ cười tỏa ra trên mặt con chân long Slam Rimuru tỏa ra. Velgreen đang trong ngục tù, đã sắp thoát được ra ngoài, nhưng cô lại chứng kiến cảnh tượng kia. Đứa em trai của cô, bạo phong long Veldora, đấu với ma vương Rimuru. Đáng ra Veldora đã phải hoàn toàn áp đảo mới đúng. Nhưng đứng trước mặt cô giờ đây
lại là một tên ma vương đang bao trùm toàn bộ khí tức của đứa em trai của mình, một bản sao của một chân long, một ma vật độc nhất. Ngay bây giờ, Valkyrin đã không thể hoảng hốt hơn được nữa. Trong tích tắc, giờ đây tên Rimuru đã đứng ngang hàng với chính bản thân của mình. Con rồng thứ 5 được khai sinh ư? Valkyrin vẫn chưa thể chấp nhận được việc này. Nếu nói thế, có thể xem nó là em trai của mình ư? Valkyrin không công nhận điều đó và cô cũng không muốn làm như vậy. Tên đó phải bị tiêu diệt ngay lập tức. Và ta phải trả thù cho đứa em trai yêu dấu của mình đã bị tên ma vật đó hấp thụ. Cơn giận của Valkyrin bùng lên thổi bay hết lý trí. Em trai ta, sao mày dám? Bật tung khỏi phong ấn, cô gầm lên cuồng dại. Trước nhiệt long, Valkyrin lao thẳng tới Rimuru. Ngay giờ đây, Rimuru đã không còn là một con Slam bình thường nữa, mà là một con chân long Slam tối thượng. Cơ thể của Slam giờ đây đã to hơn trước, một cơ thể sinh ra không tiêu thụ năng lượng và năng lượng đang ngày một tăng cao. Bộ đồ của Rimuru đang mặc cũng chính là một phần cơ thể của Rimuru. Nó ngang với trang bị cấp thần, có khả năng phòng thủ tuyệt đối và có thể tái tạo bất cứ lúc nào bị phá hủy. Rimuru rất là vui mừng và sự thành công này tất cả đều nhờ vào công lao của Raphael. Verora, cậu có sao không? Rimuru à, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần là tôi không sao mà. Rimuru rất là vui mừng vì đã cứu Verora bình an vô sự. Và giờ đây, Rimuru có thể giải phóng Verora. Vua trí tuệ Raphael báo cáo. Báo cáo, tái thiết hành lang linh hồn với cá nhân Verora thành công. Báo cáo, kỹ năng tối thượng của bão tố Verora có thay đổi. Triệu hồi bạo phong long, triệu hồi Verora ở long hình nguyên bản. Ma lực tiêu hao có thể biến động tùy theo thời gian chế hạn. Giải phóng bạo phong long, cá nhân Verora sẽ nhận được một nhân bản để tùy hành động. Khi tử vong, ký ức có thể được phục hồi và có thể được tiếp tục giải phóng. Chuỗi ma pháp bão tố, ngọn gió báo tử, hắc lôi, phá diệt lam, phá diệt lôi lam có thể phát động vô niệm, bạo phong chi kiếm hóa, kết tinh biến đổi thành lõi kiếm. Báo cáo đã hết. Rimuru đã giải cứu Verora thành công cùng với sức mạnh mới của mình. Giờ đây, một trong ba điều kiện là giải cứu Verora thành công và giờ là sẽ đến thứ hai. Đến thứ ba chính là loại trừ hậu họa và tàn sát đế quốc. Ấy thế nhưng, ngay giờ đây, cơn giận của Rimuru đã nguôi. Nhưng hiện tại Rimuru đã kéo luôn đội quân của Hắc Sắc đến rồi. Đằng nào Rimuru cũng phải nghênh chiến. Thế nên Rimuru bắt đầu tiến đến. Bước tiếp theo, tàn sát đế quốc. Giờ đây, Rimuru đang phải chuẩn bị đối mặt với trước nhiệt long trong cơn giận dữ của ta. Vì đã nhầm tưởng rằng Rimuru đã giết đứa em trai của cô ta. Với sức mạnh của Rimuru hiện tại, cơ thể đã hòa làm một với chân long, ngưỡng sức mạnh lại đạt thêm một cột mốc của đỉnh cao của sức mạnh. Ngay bây giờ đây, Rimuru có thể sánh ngang được với Milim hay là Gai. Đội quân Hắc Sắc quân đoàn đã tàn phá được toàn bộ đội quân của đế quốc và hiện tại chỉ còn lại những tên cận vệ mạnh mẽ bên cạnh hoàng đế và con rồng trước nhiệt long. Rimuru chuẩn bị giải phóng cho Verora, tuy nhiên đã bị Raphael ngăn cản. Chú ý, hiện đang trong quá trình đồng bộ năng lực của chủ nhân với cá nhân Verora. Kỹ năng tối thượng vua điều tra Phâu đang trong quá trình tiến hóa thành vua hỗn độn Niola Thỏ Thép. Raphael và Verora đã ngăn cản Rimuru giải phóng nên cậu đã hoãn lại quá trình giải phóng cho Verora. Verora thông báo. Báo cáo, từ kết quả phân tích năng lực của cá nhân, Verora có thể tiến hóa năng lực vua bão tố Verora. Đồng thời kỹ năng tối thượng vua hiệp ước Uriel cũng sẽ bị xóa bỏ. Ngài có muốn kết hợp cả hai thành kỹ năng tối thượng vua tinh phong Haster? Yes hoặc no? Rimuru no. Hiện tại Rimuru đang trong cuộc chiến và cậu vẫn còn vua phàm ăn Beelzebub nên tạm thời Rimuru sẽ suy nghĩ nó sau. Sau khi kết thúc trận này, Rimuru phải ra xét lại những kỹ năng tối thượng của những thuộc hạ của mình. Giờ đây Rimuru đang phải đối mặt với trước nhiệt long trong cơn phẫn nộ. Rimuru đang muốn lao vào đánh ngay. Tuy nhiên hiện tại Raphael đang thực hiện quá trình tiến hóa những kỹ năng cũng như cho Veldora nên Rimuru đã chọn cách là giữ khoảng cách khi chiến đấu với con rồng này. Nhưng Rimuru lại rất ít những kỹ năng đánh tầm xa. Vua hiệp ước Uriel này kỹ năng rất mạnh nhưng tầm xa lại quá ngắn, vẫn còn ma pháp. Rimuru có một pháp được gọi là pháo nhiệt hạch, một ma pháp tấn công tầm xa nhưng nó lại không ảnh hưởng gì đến Valkyrin. Bản chất của ma pháp này là hội tụ một lượng nhiệt phóng ra, thế nhưng Valkyrin lại là chân long của nhiệt độ, thế nên ma pháp này sẽ không ảnh hưởng đến cô ta. Ngay đang trong lúc phân vân, Rimuru đã nghĩ ngay đến bản thân mình vẫn còn phá diệt lôi lam. Đây là một kỹ năng tấn công tầm xa mạnh nhất mà hiện tại Rimuru có. Ấy thế nhưng Rimuru lại nghĩ ra thêm một thứ nữa, một kỹ năng mà ngay bây giờ Rimuru nên thử, bạo phong chi kiếm. Giải đáp, có thể tấn công tầm xa bằng bạo phong chi kiếm, kỹ năng kết tinh từ tất cả của vua bão tố Veldora. Nó có thể tung ra một vụ nổ năng lượng. Ngài có thể kích hoạt bạo phong chi kiếm ngay bây giờ. Rimuru, kết tinh ý cô chính là kết tinh sức mạnh của Veldora rồi chuyển vào thanh kiếm và nó chính là đại diện cho tất cả sức mạnh của Veldora. Giải đáp, suy luận có thể xem là chính xác. Rimuru đã quyết định sử dụng kỹ năng này. Chú ý, cá nhân Veldora đã xác nhận đồng ý. Bắt đầu kết tinh, Rimuru cảm thấy bàn tay của mình như thể được kết nối với Veldora. Thông qua thanh kiếm này, lượng ma lực của Rimuru đã bị tụt mất đi 30%. Một thanh kiếm xuất hiện trước mặt Rimuru, một thanh kiếm thể hiện toàn bộ sức mạnh của Veldora. Rimuru cũng không còn cách nào khác nên đã sử dụng thanh kiếm này. Rimuru đã chỉ vào hướng của con rồng đang điên loạn Valkyrin.
Rimuru vung thanh kiếm nhẹ hướng đến Valkyrin, ấy thế nhưng cô ta đã nhanh chóng né tránh. May mắn cho cô ta vì đã né tránh kịp thời, chính hành động đó đã cứu con trước Nhiệt Long một mạng. Một cú vung kiếm đã xẻ dọc tới tận thiên đường, chém thấu xuống tận biển sâu. Đường kiếm đã chém đứt một bên cánh của Valkyrin khi cô ta cố gắng né tránh, ấy thế nhưng lực chém vẫn chưa mất đi, nó chém đôi hàng loạt chiến hạm của đế quốc đang trên đường bay tới. Cú chém đã chẻ đại dương ra làm đôi. Raphael đã báo cáo khẩn cấp, báo cáo kiểm soát được bạo phong chi kiếm thất bại, mức tiêu hao năng lượng cao hơn dự kiến. Rimuru hoảng hốt bởi đòn tấn công có thể phá hủy mọi sự sinh thái của tự nhiên như thế này, mà nó còn chém được một tầm rất xa, mức sát thương đã đạt đến một ngưỡng vô thường không thể đo đếm được. Một đòn đánh có thể cho một quốc gia bay màu trong tích tắc, nó quá nguy hiểm. Cái kiếm này nó chia đều ma lực của Rimuru và Veldora. Tuy nhiên lần vung kiếm này tất cả đều là của Veldora. Thanh kiếm nó như hack game vậy, giải thích nếu ngài tiếp tục sử dụng mức thiệt hại còn có thể tăng lên gấp nhiều lần. Ba chị Valkyrin đã đứng thẫn thờ và không biết chuyện gì đang xảy ra, ngây ngô như một đứa trẻ, khuôn mặt sợ hãi, lo sợ chùn bước đã hiện lên trên mặt Valkyrin. Này, Veldora, thế này hơi quá đà đấy, ba chị của cậu sợ xanh mặt luôn rồi kìa. Chị tôi à, không sao đâu, chị ta dính một đòn không chết được đâu, cậu yên tâm. Veldora, từ bây giờ đầu ra của lực kiếm tôi sẽ kiểm soát đây nhé, cố gắng kiềm chế lại sức mạnh đi. Valkyrin hét lớn, tên khốn, cái quái gì thế hả? Ngươi đã làm cái quái gì vậy? Nét mặt sợ hãi kinh sợ được thét lên. Rimuru trả lời, chắc là do thanh kiếm này đấy, chỉ một đòn thôi mà, trận đấu cũng có kết quả. Cú chém cắt ngang bầu trời, xẻ dọc biển cả ấy thử sức nghiến nát tinh thần của tất cả binh sĩ đế quốc. Hàng loạt lớp kết giới đa tầng bị xẻ qua như miếng bơ gặp lưỡi dao nóng. Mênh mông giữa đại dương, không có nơi nào để trốn chạy. Dù đội quân của đế quốc có nhanh hơn cả âm thanh, nhưng nhanh mấy cũng chẳng ích gì nếu họ không thoát được nó. Hoàng đế Rura, vương quyền của chấm lại biến mất thế này. Tại sao? Chẳng nhẽ Veldora đã bị đánh bại sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chỉ là một ma vương thấp kém, một con Slam thảm hại thôi cơ mà. Đáng nhẽ hắn phải vô năng khi gọi nguồn sức mạnh của hắn là Veldora mất đi rồi chứ. Làm sao nó có thể nuốt chửng chủ nhân nó mà đoạt lấy sức mạnh ấy cho riêng mình được? Chiến thắng với Gai đã gần lắm rồi mà, dám ngáng đường chấm, không thể tha thứ được. Hoàng đế Rura nổi điên, cơn giận làm ông mở mắt. Mới nãy thôi ông còn đang ngây ngất vì chiến thắng đang gần kề trước Gai trong trò chơi bất tận giữa hai người, thời khắc ngày trước vinh quang ấy thế mà giờ đây đã vụt tắt. Hoàng đế đã bị đánh bại, Rura không còn lá bài nào trong tay nữa. Mọi chuyện đã kết thúc quá nhanh chóng, đội quân hắc sắc đã bắt đầu hành động để kết thúc tàn dư của đế quốc. Ok anh em, với video hôm nay Rimuru cuối cùng cũng đã giải cứu người bạn của mình thành công. Và không những thế, Rimuru còn đã hấp thụ Veldora và đã biến bản thân của mình thành một chân long thứ 5 của thế giới, khai phá ra được một kỹ năng hủy diệt mới, bạo phong chi kiếm. Một đường vung kiếm của Rimuru đã thể hiện như cuộc chiến của đế quốc đã kết thúc và đội quân hắc sắc đã bắt đầu hành động. Và trong video tiếp theo, chúng ta sẽ biết được diễn biến của đội quân hắc sắc quân đoàn hủy hoại đế quốc như thế nào nhé. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy video hay thì hãy để lại cho mình một like, cộng một comment, cộng một subscribe và nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.